Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì chắc là các bạn cũng sẽ hơi tò mò lý do vì sao bên cạnh của mình bây giờ không thấy Sammy đâu cả. Sammy bị Thanos búng tay biến mất kìa các bạn ơi. Gì vậy? Tôi đang ở đây mà. Mình giỡn với các bạn thôi. Thật ra là Sammy đang cầm máy quay phim cho mình các bạn ơi. Tại vì bây giờ không ai quay phim cho mình hết, cho nên phải nhờ Sammy quay thôi. Đó, và hiện tại trên đầu mình đang đeo một cái nón gấu bông nè anh em. Thì anh em đã hiểu rằng là cái phần thưởng lần này là gì đúng không? Đó, phần thưởng này chính là một quả trứng khổng lồ chứa đầy gấu bông cho các bạn ơi. Trong đây nè là một quả trứng bự và có chứa rất là nhiều gấu bông trong đây các bạn ơi. Bạn thấy quả trứng này bự không? Bự hơn cái mặt mình luôn nè. Trời ơi, trong quả trứng này mình nghe nói á là có chứa rất là nhiều gấu bông luôn. Nhưng mà mấy bạn nhớ nha, mấy bạn đi ra tiệm á mua quả trứng này nó không có gấu bông trong đó đâu. Gấu bông này là do mình được Simmy tài trợ các bạn ơi. Simmy tài trợ cho mình mấy con gấu bông mình nhét cho đây nè. Đó, và đây sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Ok. Còn giải thưởng dành cho người thua là gì mấy bạn biết không? Giải thưởng dành cho người thua chính là quả trứng bé tí tẹo này nè mấy bạn ơi. Trời ơi, hai quả trứng khác biệt không? Quả trứng này là 1k, quả trứng này là 100k. Bởi vì trong đây không, đáng lẽ quả trứng này phải là 500k mới đúng. Tại vì quả trứng này chứa rất là nhiều gấu bông đắt tiền luôn. Nhưng mà thôi, mình cứ để là 100k cho đúng tiêu đề ha. Ok, đây, rồi, để xem coi mình với Sammy liệu rằng ai sẽ là người được quả trứng nhỏ xíu hay là quả trứng to khổng lồ. Ok, chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Let's go thi đấu mini war thế nào mấy bạn ơi. Ok, đi thế nào. Ok mọi người ơi, thì mình đã mời Sammy vào trong mini world rồi đây. Và hôm nay bọn mình sẽ không chơi bắt cua hay là vẽ tranh nha anh em. Và bọn mình sẽ chơi một trò chơi chính là đua xe. Ta-da. Ok, rồi chúng ta bắt đầu đua xe hay nào. Ok, Sammy chọn chiếc đi. Tôi chọn bên phải đi. Chiếc nào? Bên phải, bên phải. Chiếc nào, chiếc này hả? Chết, 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 để lộ ơi. Sao mà phá cái xe tao rồi? Đó. Sao mà thấy cái xe úp mặt vô tường vậy? Không sao, không sao. Không sao, không sao. Đó. Đi nè, rồi đi ra đây tôi để cho. Cái này nè, đó, ok. Rồi đó, leo đi. Ok, mình sẽ chọn chiếc bên đây rồi. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 bắt đầu chạy nha. Chắc bà chạy trước rồi đó. Chuẩn bị nha. 1, chạy trước mà. Chắc tôi chạy trước. Tôi đếm 1, 2, 3 mới chạy. Ok, lại. Ok, 1, 2, 3. Rồi, chạy thôi. Rồi, né nè. Phải. Mọi người thấy mình né ghê không rồi. Lẹn nè, quẹo nè. Tung tường nè. Ôi, trời ơi. Ê, cái xe tôi. Xe tôi lên nó nhỏng bánh rồi. Ê da. No. Sammy bị kẹt rồi. Á. Mình. Ê da. Không. Sammy để tôi với. Ai đợi không? Tao làm gì? À, đợi làm gì á? Cứ chạy đi. Trời ơi. Trời. Ê da. Bị tung. Sammy nước quá anh em ơi. Sammy ơi, Sammy chạy ngược đường rồi. Chạy ngược đường rồi. Đường bên đây nè. Ơi, chạy người đâu ạ? Hả? Đang chạy. Tôi qua tôi vượt chắc rồi. Ghê không. Lên nè, ghê không? Sao mấy đầu ta? Đâu bà đâu? Giờ này mới chạy lên dưới đó thôi hả? Xe à. Cái xe nè, cái xe này chạy phiên bản mới Mini World cho cái xe này chạy tất nhiên phải nhìn ảo rồi. Đó, quẹo đây nè. Đó, quá đỉnh luôn. Ôi trời, tung xe rồi. What the hell? Ây da, cái xe bị tung hoài, không biết cái xe tung nhiều. Ê, có bị hư không ta? Có khả năng bắn tường đi lên luôn á. Không biết. Ơi, cái xe này nếu mà lỡ mà nó tung vô tường nhiều quá nó có hư không ta? Biết, nó leo được tường. Thôi không sao, nói chung mà tôi cũng gần chiến thắng rồi, tôi đi đến tận đây nè. Bà đâu rồi ta? Sammy giờ mà không thấy Sammy đâu luôn anh em ơi. Ây da, tung tường rồi. Tôi nghi cái xe nó nổ quá Sammy. Ơi kìa, mình thấy Sammy rồi kìa. Chạy nhanh hơn thôi. Để xem coi người nào sẽ là người được cái quả trứng khổng lồ nha anh em. Trời ơi. Trời ơi, Phong Cận lái xe racing boy vậy. Tôi đang quen dần với cái bánh xe này rồi. Ây da, rồi, xong luôn rồi. Xe tôi bị lật rồi. Không chơi đổi xe nha. Gì không chơi đổi xe? Ủa, ông chơi nói luật mà. Phải rồi, ủa giờ bà cái người được quyền cho ra luật hả? Chết rồi, tôi bị ngã xe, chết rồi. Ủa, ông bà nếu mà đánh cái xe. Lật xe lại đi. Ok. À khoan, hai bấm chữ R được đúng không? Ok được rồi nè. Liêu. Ôi dễ gì, dễ gì. Ê hư này ơi. Không được đổi xe nha, xe bà hư là bà chịu luôn. Ơi, bà chạy trước mình đây các bạn ơi. No. Trời. Chán ghê trời, đứng lại coi. Trời là trời. Sammy bị kẹt lại rồi. Ây da, bà tung tôi. Tại sao bà lại tung tôi? Sammy chơi xấu các bạn ơi, Sammy chơi tung mình. No. Tôi không biết ông đi hướng nào đó trời. Lão. Ôi. Cái xe sắp lật rồi. No.
Cái xe tôi sắp lật rồi. Ây da, cái xe tôi nó lại tung vào tường rồi. Chưa còn. Ôi, đường thắng ở trước mặt rồi. No, không được. Không được. Không được. Bay lên trên không rồi. Xe tôi rơi xuống nước rồi. Các bạn ơi, xe mình rơi xuống nước rồi các bạn ơi. Comment nào, tôi mới là người chiến thắng mới đúng. Trời ơi, bạn đi đến đâu rồi? Chơi mình phải tìm cách mình leo lên. Có cái thẻ dịch chuyển hay không? Giờ sao leo lên? Trời ơi, là chơi. Chết tôi ơi. Không. Chết tôi ơi. Thắng rồi. Ủa này sao? Ăn phải ăn ngôi sao mới thắng được. Mà còn lâu mới ăn được. Trời đâu rồi? Chơi là để thắng. Không. Ơi. Cái xe của tôi nó bị lật xuống dưới nước. Ôi, cho thêm bạn được không? Ô, không chơi nữa, buồn rồi. Ok các bạn ơi, quả trứng bể mất rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ quả trứng này đã thuộc về mình rồi. Ta-da. Ê, trứng ơi, trứng tôi mà. Ok, thì quả trứng này là của Sammy các bạn ơi, không phải của mình. Đúng rồi. Thật ra là các bạn sẽ hơi tò mò tại sao mà quả trứng này của Sammy mà mình lại mở dùm cho Sammy. Thì thật ra là Sammy đang cầm máy quay phim quay cho mình, cho nên là mình sẽ mở quả trứng này dùm cho Sammy luôn. Ok. Thì nó sẽ mở coi bên trong quả trứng khổng lồ là có gì nha. Thì quả trứng này nè, bình thường các bạn mua ở ngoài tiệm á thì nó sẽ chẳng có gì đâu, nó chỉ có kẹo mút với lại là mấy cái đồ chơi bé xíu trong đây thôi. Còn cái quả trứng này là quả trứng do bọn mình tự tạo ra, cho nên là quả trứng trong đây nó có rất là nhiều những cái đồ rất là hay luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ thử xem coi quả trứng này có gì nha. Ok. Để mình xem coi. Đây các bạn nhìn này, đây là quả trứng của chúng ta nè. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Mới vừa mở ra là mình thấy bên trong quả trứng nó có cái gì đó hồng hồng nè anh em ơi. Nó rỡ con rồng không? Wow. Cái này là con gì đây? Hello cả mọi người. Đám mây. Đó, đám mây. Hello cả mọi người. Nhìn nó cái này nó sao anh em? Dùng đám mây cơ. Vậy thôi, nhìn nó. À, cái này là đám mây màu hồng anh em ơi. Một con gấu bông đám mây màu hồng. Ok. Và trong đây còn có thêm những con gấu bông khác nữa nè. Chẳng hạn như là một bịch khoai tây chiên anh em ơi. Một bịch khoai tây chiên rất là dễ thương, cute luôn. Ok, còn đây gì đây? Trong đây còn có cả một bé chim. Một bé chim. Chim một non. Bé họa mi. Bé chim một non. Bé họa mi các bạn ơi. Đây họa mi của Phong nữa các bạn. Đó. Họa mi của Phong rất to nha và đỏ nha. Đó, thấy không? Họa mi nè. Đó, rất là đẹp. Wow, trong đây còn có cả kẹo nữa bạn ơi. Wow, có kẹo mút như này. Một cây, hai cây, ba cây. Ui, 4 cây kẹo mút. Ok, chúng ta tính tổng hơn coi chúng ta đã có được những cái gì trong cái quả trứng bự này nhớ anh nha anh em. Đầu tiên là 1 cây kẹo mút nè, 2 cây kẹo mút, 3 cây kẹo mút và 4 cây kẹo mút nha. Tiếp theo nữa là một bé họa mi đó, búp bê màu đỏ, không, gấu bông màu đỏ các bạn ơi. Thì gấu bông nhầm, gấu bông màu đỏ và một bịch khoai tây chiên. Đó, đây là bịch khoai tây chiên gấu bông luôn các bạn. Ok. Và ở đây mình có cả một con gì ta? Ngồi. Một con đám mây màu đỏ. Màu hồng. mình bị mù màu luôn các bạn ơi. Bây giờ mình xem coi, mình thấy là con gấu bông này nè anh em. Nó có một cái sụp bát tia nè. Mình sẽ mở ra thử coi bên trong nó có gì nha. Ok, để mình mở bên trong cho các bạn xem nha. Đây, sụp bát tia nè. Mình sẽ mở bên trong ra coi. Chặt quá ta. Chặt quá các bạn ơi. Mở khó phải chuẩn luôn á. Ủa, được rồi nè. Thấy nè. Wow. Mới mở nó đã rớt ra một cái này là cái lỗ tai hay cái gì nữa các bạn? Cái đuôi hả? Ok, để mình xem rồi nha. Các bạn nhìn nè, giống như mình đang mổ bụng của đám mây, mình lôi em bé ra vậy các bạn. Ghê quá rồi á. Ghê quá. Rồi các bạn xem nha. Ôi, ui, mới vừa kéo ra mình thấy được một cái mặt cười cười. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phong Cận đây. Cái mặt nó nhìn ngáo vậy. Ok, kéo ra tiếp nè. Ui, hình như là một con rùa các bạn ơi. Trong đây có bông nè. Mình hiểu rồi, chúng ta sẽ lôi con rùa từ trong đám mây ra, sau chúng ta sẽ nhét đám mây vào đít của con rùa. Vào bụng con rùa, nhầm. Đây các bạn nhìn nè, mình nhét vào cho các bạn xem nha. Đây, đám mây nè, mình nhét vào trong. Cái này chúng ta cứ kêu là nhét vào bụng của con rùa đi nha. Thật ra cái này là nhét vào trong đít của con rùa. Ghê quá trưởng. Nhét vào trong nè. Nhét vào đít con rùa. Đây. Đây chính là nội tạng của rùa các bạn ơi. Đây, rất là hồng hào. Rồi ok, sau đó nhét vào trong xong thì chúng ta sẽ dùng cái spatula là chúng ta kéo lại. Ok. Ok, xong.
bé rùa đã mập hú trở lại các bạn ạ. Đây, đây là bé rùa của chúng ta. Cái mặt của bé rùa vẫn rất là ngáo. Hai. Đó, sau lưng bé rùa có một cái mai màu cam. Nói chung là mình thấy là cái đám mây hồi nãy nhìn không đẹp các bạn ơi, phải làm cho hình con rùa ha, nhìn nó mới đẹp nè bạn thấy không? Quá xinh luôn, quá dễ thương luôn, từ nãy không chịu để con rùa tiện làm thành cái đám mây chi. Con rùa đang dễ thương này tiện làm thành đám mây chi ha. Ok. Và khi nào các bạn muốn làm thành đám mây, các bạn chỉ cần mở đít con rùa, mở bụng con rùa ra các bạn lấy đám mây thôi để là xong. Ok. Và wow, tính ra hấp dẫn phết. À, tính ra phải nhắc đồ tông luôn á. Tính ra các bạn dân, có bạn nào mà có tiền lì xì á, muốn giấu ba mẹ nhét vào trong đây được. Wow, hấp dẫn. À, tính ra là cái hộp quà, quả trứng bự thì nó lại có nhiều đồ vậy các bạn ơi. Wow, không ngờ là nhà tài trợ gấu bông lại tài trợ mình nhiều gấu bông nó như vậy luôn á. Ok, để mình xem thử coi quả trứng nhỏ có gì nha. Quả trứng nhỏ của mình đâu ta? Đây. Còn đây là quả trứng nhỏ của mình mấy bạn ơi. Quả trứng này là quả trứng mà mình thua nè, mình phải mở quả trứng này. Rồi. Quả trứng nhỏ. Hay Sam ơi, mình đổi đi. Tôi lấy quả trứng bự và lấy quả trứng nhỏ ơi. Tôi đánh ông bây giờ. Không lấy thôi, anh nói gì đâu. Ok, mở thử nha. Trời. Bên trong không có gì ngoài cái kẹo mút mấy bạn ơi. Trời ơi. Tính ra quả trứng nhỏ được có cái kẹo mút à. Ôi dục luôn đi, mình không thích ăn kẹo mút đâu. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Con gấu rồi. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nha. Trời ơi, con gấu này thuộc về Sammy rồi. Mình thích con gấu này quá nhưng con gấu này của Sammy rồi các bạn ơi. Ok, và các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nữa nha. Và tạm biệt anh em. Nếu như các bạn muốn làm mình làm thêm một cái cuộc thi là nhận phần thưởng gì nữa, các bạn đừng quên bấm vào nút like ủng hộ cho mình cho video này đạt được 10.000 like nha các bạn. 10.000 like mình sẽ làm thêm một video thử thách tặng quà nữa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.